hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho đội chơi mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin với cú pháp LHMH khoảng trắng mã số đội chơi và gửi về tổng đài 8234. Đội sáng rực mã số 01. Đội Evo mã số 02. Đội đơm đớm mã số 03. Đội anh em mã số 04. Đội củ sắc mã số 05. Đội xém cười mã số 06. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các đội chơi mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng may mắn nhất bảng 20 triệu đồng và giải thưởng may mắn mỗi tuần 5 triệu đồng. Quý vị khán giả thân mến, vậy là chúng ta vừa chứng kiến phần dự thi của cả 5 đội đến với đêm làng hài mở hội ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chào đón tất cả các bạn quay trở lại sân khấu của chúng tôi. Một tràng pháo tay thật to. Trước khi đến với phần quan trọng, đó là công bố điểm của các đội ngày hôm nay cũng như điểm số của vị giám khảo đặc biệt nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, thì chúng tôi muốn thông báo cho các bạn tin vui. Đó là đêm nay không có đội nào bị loại. Và điểm số của các bạn ở đêm nay sẽ được giữ lại để tổng hợp cùng với điểm số của các bạn ở đêm thi tiếp theo. Tổng số điểm của hai đêm sẽ quyết định xem đội nào là đội có số điểm cao nhất và tiếp tục nhận được 100 triệu từ chương trình Làng Hài Mở Hội. Cùng với tin vui là một tin không được vui lắm. Tổng điểm của cả hai đêm, đội nào thấp điểm nhất phải tạm chia tay với chúng tôi. Đội nào muốn ra đi ạ? À? Không ai cả. Chúng ta vẫn chờ đợi đêm thi ở phía trước. Và bây giờ chúng tôi xin phép công bố điểm số của ba đội thấp nhất theo thứ tự từ dưới lên trên. Đầu tiên, điểm từ giám khảo khách mời là 9 điểm và tổng số điểm là 33,4 điểm. Nhóm anh em các bạn đang đứng ở vị trí thứ 5. Và điểm từ giám khảo khách mời là 9 điểm rưỡi, tổng số điểm là 36,6 điểm, đứng ở vị trí thứ 4, nhóm xém cười. Điểm số của vị khách mời là 10 điểm và tổng điểm là 38,8 điểm, đang giữ vị trí thứ 3, nhóm ngũ sắc. Chúng ta còn lại hai đội, đó là Divo và Đơm Đớm. Nhóm Divo, các bạn đang có tổng cộng là 29,2 điểm, chưa tính điểm khách mời. Còn nhóm Đơm Đớm, các bạn đang có 29,6 điểm, cũng chưa tính điểm khách mời. Nhưng vị trí của các bạn có thể thay đổi tùy theo điểm số cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao. Và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao quyết định dành tặng cho nhóm Divo 10 điểm, các bạn có tổng cộng 39,2 điểm. Và điểm số của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao dành cho nhóm Đơm Đớm là 10 điểm, các bạn có 39,6 điểm và trở thành đội đứng đầu trong đêm ngày hôm nay. Xin chúc mừng nhóm Đơm Đớm, chúc mừng Divo, chúc mừng cả 5 đội còn lại. Các bạn thân mến, như chúng tôi thông báo, đêm nay không có đội nào bị loại cả, tất cả chúng ta đều an toàn. Vậy thì chủ đề của đêm tiếp theo sẽ là gì? Có một điều đặc biệt đến từ giám khảo Việt Hương, xin mời. Tình huống tôi đưa ra đó là chuyện tiệc tùng. Tình huống thứ hai là khi bạn gặp một thần tượng, bạn gặp một idol của bạn thì bạn sẽ biểu cảm như thế nào? Có một chút khác biệt ở đây là không phải là hai đội có điểm thấp nhất phải lựa chọn tình huống, mà cả 5 đội đêm nay các bạn bắt buộc phải lựa chọn một trong hai tình huống từ phía giám khảo chúng tôi đưa ra. Chúc mừng các bạn, vòng sau là vòng loại trực tiếp đó nhé. Hãy thật cẩn thận, nhất là đội anh em. Bên tay phải của Đình Toàn, đó là cho chủ đề thần tượng, gặp gỡ thần tượng. Và bên tay trái của Toàn, đó là chủ đề chuyện vui tiệc tùng. Các bạn sẽ quyết định như thế nào? Cả 5 đội. 3, 2, 1, bắt đầu! Và chúng ta hãy cùng chào đón sự lựa chọn của cả 5 đội ngày hôm nay. Xin mời! Các đội đã có sự lựa chọn về chủ đề cho đội mình. Một mình đi vô lựa chọn thần tượng, của tất cả các đội còn lại các bạn đều chọn tiệc vui. Vậy thì các đội sẽ thể hiện ở đêm thi tiếp theo như thế nào? Họ sẽ thi thố ra sao? Quý vị đừng quên đón xem chương trình Làng Hài Mở Hội phát sóng lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.